Kính chào quý vị và các bạn. Anh Thắng rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay, và chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những tin tức Hưng Yên, tin tức trong nước và thời sự quốc tế đáng chú ý. Sáng nay, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2022-2027 đã khai mạc phiên trọng thể. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cùng các đại biểu và 228 thanh niên ưu tú, đại diện cho hơn 55.000 đoàn viên thanh niên trên toàn tỉnh. 5 năm qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã xây dựng 128 công trình thanh niên, trồng 146.000 cây xanh, sửa chữa và xây mới điểm vui chơi cho trẻ em ở 161 xã phường thị trấn. Các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, hỗ trợ vay gần 270 tỷ đồng cho thanh niên làm kinh tế, hỗ trợ 50 dự án khởi nghiệp, tư vấn hướng nghiệp cho trên 122.000 thanh thiếu niên, đề xuất trên 50.000 ý tưởng sáng kiến. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên khóa 16, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 33 đồng chí. Đồng chí Vũ Hồng Luyến được bầu tái cử chức danh Bí thư Tỉnh đoàn khóa 16. Hưng Yên luôn sẵn sàng hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Đài Loan. Đó là lời khẳng định của đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trong buổi tiếp và làm việc với Đoàn Doanh nghiệp Điện tử Đài Loan Trung Quốc về khảo sát cơ hội đầu tư vào chiều qua tại khu đô thị Eco Park, huyện Văn Giang. Đoàn Doanh nghiệp Đài Loan đặc biệt quan tâm đến hạ tầng cơ sở, nhất là quỹ đất cung ứng cho xây dựng nhà xưởng, dịch vụ, nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc các ngành điện tử, khoa học công nghệ cao, chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh đối với lĩnh vực này. Các doanh nghiệp Đài Loan mong muốn được hợp tác đầu tư tại tỉnh, xây dựng nhà máy sản xuất chất bán dẫn, điện tử. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên giới thiệu khái quát về các tiềm năng, lợi thế của tỉnh như hạ tầng giao thông, mặt bằng sản xuất đã được quy hoạch, các cơ chế chính sách hỗ trợ của Hưng Yên. Đồng thời khẳng định tỉnh luôn sẵn sàng hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Đài Loan. Ngày mai 28 tháng 9 sẽ diễn ra diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022. Thời điểm này công tác chuẩn bị đã cơ bản được hoàn tất, các lực lượng địa phương đều đã sẵn sàng. Hai huyện Văn Giang và Yên Mỹ huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ, dân quân thường trực các xã thị trấn tham gia tập luyện thực hành chiến đấu với nội dung hình thái tập kích địch tạm dừng. Lực lượng công an tỉnh diễn tập A2 là đánh chiếm mục tiêu, giải cứu con tin, phòng chống bạo loạn. Các tình huống giả định được xây dựng đa dạng về hình thức, vụ việc, tính bất ngờ, qua đó nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, xử lý tình huống, công tác tập luyện, chuẩn bị đều đã hoàn tất. Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 9. Với sự chỉ đạo sát sao, công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, chắc chắn cuộc diễn tập sẽ diễn ra an toàn, đúng yêu cầu đề ra. Trong tháng 9, các lực lượng chức năng thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã tiến hành kiểm tra, xử lý hành chính gần 60 vụ vi phạm sản xuất, kinh doanh, vận chuyển hàng hóa thương mại dịch vụ. Tổng số tiền phạt thu nộp ngân sách nhà nước gần 500 triệu đồng, tăng trên 50% so với tháng trước. Trong đó có một vụ vi phạm hàng cấm, 57 vụ vi phạm về gian lận thương mại, một vụ vi phạm hàng giả. Thời gian tới, lực lượng chức năng tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả các chỉ đạo về chuyên đề chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với nhóm mặt hàng thuốc lá điếu, xăng dầu, vật tư, trang thiết bị y tế và các mặt hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân. Chiều qua ngày 26 tháng 9, trên quốc lộ 39, khu vực Dốc Lã, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, xảy ra vụ tai nạn giao thông khi xe ô tô khách đâm vào một cụ ông đang đi xe đạp. Xe ô tô khách biển kiểm soát 18B01961 do anh Nguyễn Văn Hải ở giao tiến giao thủy Nam Định điều khiển đi hướng Hà Nội Hưng Yên đã đâm vào ông Đoàn Văn L, 81 tuổi ở xã Ngọc Thành huyện Kim Động đang đi xe đạp. Hậu quả ông L tử vong tại chỗ. Ngay khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có công điện gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai và Kon Tum, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Công điện nêu rõ, bão số 4 dự báo với cường độ rất mạnh, sức tàn phá lớn, đang di chuyển nhanh về phía vùng biển và đất liền của nước ta. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân lên trên hết, trước hết trong chỉ đạo ứng phó nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản của nhân dân và nhà nước. Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền, các cấp ở địa phương và người dân tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác.
đồng thời không hoang mang, mất bình tĩnh trước diễn biến của bão. Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các biện pháp ứng phó bão số 4 với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất, không để bị động, bất ngờ. Được biết, đến 15 giờ hôm nay, các tỉnh miền Trung đã di rời người dân vùng trũng thấp đến nơi an toàn trước khi bão số 4, cơn bão Noru đổ bộ vào đất liền. Vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản góp ý gửi Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua thành phố Hải Phòng. Theo đó, phương án bổ sung hơn 6 km cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua thành phố Hải Phòng vào dự án đường ven biển nhằm gỡ nút thắt về nguồn vốn đầu tư được thành phố đề xuất sử dụng nguồn ngân sách trung ương. Song theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện nguồn ngân sách này còn hạn chế. Vì vậy, Bộ đề nghị Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với cơ quan liên quan sớm nghiên cứu báo cáo Thủ tướng Chính phủ để trình. Tại chỉ thị số 16 mới được ban hành, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành liên quan quan tâm động viên nâng cao chế độ đãi ngộ để giữ và thu hút nhân lực cán bộ y tế. Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan nghiên cứu đề xuất chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp đặc thù ngành, kể cả giải pháp nhằm giữ và thu hút nguồn nhân lực đối với cán bộ y tế, chính sách hỗ trợ học viên, sinh viên các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe, chính sách về công nhận liệt sĩ khi hy sinh và có biện pháp phù hợp, hiệu quả để bảo vệ nhân viên y tế trong khi làm nhiệm vụ. Các bộ ngành, trước hết là Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chú trọng chỉ đạo việc khen thưởng, biểu dương, tôn vinh các tập thể và cá nhân có thành tích, đóng góp cho công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước đối với các trường hợp vi phạm. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2022-2023, trong đó quy định rõ các khoản mà nhà trường được thu cũng như 7 khoản ban đại diện cha mẹ học sinh không được phép huy động. Theo đó, các nhà trường tuyệt đối không được lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu sau: khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường, mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường, hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục, sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường. Ngoài ra, các cơ sở giáo dục phải đảm bảo nguyên tắc thu đủ, chi đủ, đúng mục đích, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, thu nhập trên từng địa bàn. Chuyển sang phần tin quốc tế, sáng 27 tháng 9, cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA thông báo tàu vũ trụ thực hiện thử nghiệm chuyển hướng tiểu hành tinh kép đã hoàn thành sứ mệnh đâm vào tiểu hành tinh. Trong thí nghiệm này, tàu vũ trụ DART của NASA nặng 600 kg đã đâm vào tiểu hành tinh Dimorphos trong khi di chuyển ở tốc độ 22.500 km/h. Đây là lần đầu tiên một sứ mệnh được triển khai nhằm giúp các nhà khoa học đánh giá liệu có thể làm chệch hướng các tiểu hành tinh có nguy cơ đe dọa từ trái đất trong tương lai hay không. Nguy cơ một tiểu hành tinh đâm vào trái đất là rất xa xôi, tuy nhiên nó có thực. NASA phát hiện khoảng 40% tiểu hành tinh lớn có thể đe dọa trái đất và thường xuyên quét bầu trời để tìm kiếm thêm. Thưa quý vị và các bạn, tại Singapore có những chiếc máy bán hàng tự động còn thực hiện chức năng thu gom các loại lon nhôm và chai nhựa để tái chế. Mỗi ngày chiếc máy này nhận được khoảng 800 lon nhôm và vỏ chai nhựa. Con số tăng lên liên tục nhờ sự lan tỏa trong cộng đồng về ý thức của một cuộc sống xanh. Mỗi vỏ chai, lọ được quy đổi thành tiền thưởng và chuyển vào tài khoản của người thu gom qua một ứng dụng di động. Rác thải sau đó sẽ được làm sạch, nghiền nhỏ và tái chế. Hiện Singapore có 5 máy bán hàng 2 chiều, tức là vừa bán hàng và vừa thu gom lại vỏ chai lọ. Con số tuy ít ỏi, song trong vòng 1 năm qua, lượng rác thải nhựa được thu gom nhờ những chiếc máy đã tăng gấp đôi, chủ yếu nhờ sự ý thức của người dân được nâng cao rõ rệt. Ngày 26 tháng 9, nhà đấu giá Christie cho biết Fortune Pink, viên kim cương cỡ lớn đặc biệt quý hiếm sẽ được bán đấu giá vào tháng 11 tới tại Thụy Sĩ với giá dự kiến lên tới khoảng 35 triệu đô la Mỹ. Christie cho biết viên kim cương sẽ được bán đấu giá lần đầu vào ngày 8 tháng 11. Với trọng lượng 18 carat, Fortune Pink là viên kim cương hình quả lê màu hồng lớn nhất từng được đem đấu giá. Trước đây đã có nhiều viên kim cương hồng khác được đấu giá. Như năm 2018, Christie bán viên kim cương Winston Pink Legacy 18,96 carat với giá hơn 50 triệu đô la Mỹ. Những ngày này, người yêu hoa tại Colombia đang tập trung tại vườn bách thảo Bogota để ngắm nhìn những bông hoa lan quý hiếm nhân triển lãm hoa lan quốc gia lần thứ 19.
Sau 2 năm gián đoạn do dịch bệnh, năm nay Vườn Bách Thảo Bogota và Hiệp hội Phong Lan địa phương đã phối hợp để tổ chức triển lãm trở lại. Triển lãm thu hút người chơi lan trên khắp cả nước, mang đến hơn 1.500 loài hoa lan đẹp rực rỡ. Triển lãm ngoài tạo sân chơi cho người chơi lan còn góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc bảo tồn hệ sinh thái, nơi các loài hoa này đang sinh sống. Hiện Colombia có hơn 4.000 loại lan, trong đó có hơn 500 loài đặc hữu của địa phương. Thời lượng của bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.